Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm nước chấm đa năng, một loại nước chấm mình có thể dùng cho các món nướng, luộc và hấp. Cách làm rất là nhanh và dễ, cho ra món nước chấm cực kỳ ngon. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm nước chấm với Heo nha. Ở đây Heo có một trái chanh không hạt và cái vỏ rất là tươi và xanh. Heo đã rửa thật là sạch qua nước muối rồi. Bây giờ thì Heo sẽ gọt lấy hai cái miếng vỏ chanh như vậy nè. Mình lấy ít thôi, mình đừng có lấy nhiều quá, tại vì trong cái vỏ chanh nó sẽ có cái vị đắng và the. Cắt xong hai lát vỏ chanh rồi, bây giờ thì Heo sẽ cắt nhỏ ra. Mình sẽ cắt mỏng mỏng nhỏ nhỏ như vậy nè. Vỏ chanh Heo cũng đã cắt xong rồi, còn đây là hai cái lá chanh. Hai lá này nó gần ở trên cái đọt á, nó gần với lá non, nó cũng không quá non cũng không quá già luôn. Bây giờ thì Heo cũng sẽ cắt nhỏ ra. Còn đây là một cái cây sả, Heo đã rửa thật là sạch rồi. Và bây giờ thì Heo sẽ cắt từ ở dưới cái gốc sả lên, Heo sẽ lấy nửa cây, mình cũng sẽ cắt nhỏ ra như vậy. Heo cũng cắt xong rồi, giờ còn lại nửa cây Heo sẽ để dành sơ chế món ăn khác. Còn đây là trái ớt sừng, ớt này là ớt không cay, Heo dùng một trái để mà Heo tạo màu. Rồi Heo cũng cắt ở dưới cái chót một tí xíu và Heo cũng sẽ mổ phần cái bụng trái ớt ra. Heo lấy bớt hột, tại vì hột ớt mình ăn nhiều quá cũng không tốt. Cách lấy hột ớt ra thì dễ lắm, mình chỉ cần dùng cái mũi dao mình tách nhẹ cái cuốn ớt ở trong như vậy nè. Rồi mình đè nhẹ là mình kéo ra nguyên cái một dãy hộp luôn á. Lấy hộp ra xong rồi, bây giờ thì Heo cũng sẽ cắt cái trái ớt này ra thành từng cái khoanh nhỏ nhỏ như vậy nha. Tiếp theo Heo sẽ đi cắt chanh. Trái chanh này lúc nãy thì Heo đã lấy hai cái lằn vỏ rồi nè. Bây giờ thì Heo sẽ cắt ra và Heo sẽ lấy nước. Chuẩn bị cái chén nhỏ và một cái muỗng canh. Bây giờ thì Heo sẽ bắt nước cốt chanh này vào cái muỗng canh và Heo sẽ lấy 4 muỗng canh. 4 muỗng canh này thì tương đương với 60ml. Món nước chấm này rất là đặc biệt, mình làm xong rồi mình để vào ngăn mát tủ lạnh là mình ăn được 2-3 tháng luôn, không có bị hư dĩ trơn á. Có 2 miếng là đủ 4 muỗng canh rồi, miếng còn lại Heo sẽ cất. Và bây giờ nguyên liệu cũng đã xong, Heo chuẩn bị để mà mình đi làm nước chấm nha. Trước tiên Heo cho vào máy xay sinh tố 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh muối và 4 muỗng canh nước chanh, 5 muỗng canh sữa đặc có đường. Khi mình lường nguyên liệu thì mình nên sử dụng một cái muỗng duy nhất để lường cho tất cả nha. Rồi bây giờ Heo sẽ cho hết ớt, chanh, sả vào. Xong rồi bây giờ thì Heo sẽ đi xay nhuyễn nha. Và mình cho vào máy xay sinh tố như vậy, Heo sẽ bấm 3 lần. Mình xay một lần tầm cỡ khoảng 5 giây và tiếp tục bấm 3 lần như vậy là tổng cộng Heo xay trong 15 giây. Vậy là Heo đã xay xong rồi đó, tất cả gia vị của Heo cũng đã nhuyễn mịn. Rồi bây giờ Heo sẽ để cho nó lắng xuống và mình sẽ rót ra một cái chén nha. Chuẩn bị sẵn cái chén rồi, bây giờ thì Heo sẽ rót cái nước chấm ra. Wow, cái màu sắc rất là đẹp luôn á cả nhà. Rót ra chén á, cái mùi thơm nó dậy lên rất là thơm luôn. Đặc biệt á, Heo múc lên cả nhà xem nè, nước chấm á, nó rất là sánh sệt luôn á. Giờ mình đi thưởng thức nha. Heo có chuẩn bị sẵn một dĩa tôm luộc với con gà nhỏ nhỏ luộc nè. Rồi bây giờ Heo lột con tôm ra, chấm vào nước chấm. Nó rất là sánh kẹo luôn á. Rồi Heo mời cả nhà ăn tôm với Heo nha. Ngon quá. Xong rồi bây giờ Heo tiếp tục bẻ cái đùi gà ra. Cái đùi gà Heo luộc cũng mềm ngon lắm và cái da nó vàng ươm luôn. Rồi bây giờ Heo sẽ cầm nguyên cái đùi gà nè, chấm vào nước chấm. Nước chấm nó bám vào miếng thịt gà rất là ngon luôn nè. Giờ Heo mời cả nhà ăn tiếp thịt gà với Heo nha. Cảm giác khi mà mình chấm cái nước chấm này với lấy cái món luộc khi mình ăn vào miệng thì cái hương thơm của chanh và sả nó bay ngay lên cái lỗ mũi mình luôn. Và cảm giác thứ hai là ở trong khoang miệng của mình á, nó the the, nó cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Phải công nhận một điều, đây là một loại nước chấm
rất là thần thánh. Mình chấm với cái món luộc, món hấp hoặc là món nướng đều ngon hết. Heo may mắn được cậu của Heo á, làm ở nhà hàng hải sản. Cậu chia sẻ cho Heo bí quyết này á, nhưng mà cậu nói á, mày về mày làm ăn nha, mày mà làm mày mở nhà hàng bán á, mày cướp mối tao á, là không có được đó. Heo biết cậu nói giỡn á, chứ cậu ở Tuốt ở ngoài Vũng Tàu á, còn Heo trong này sao mà cướp mối được. Heo được sự cho phép của cậu, cho nên Heo mới dám làm chia sẻ lên đây. Hy vọng video hôm nay sẽ mang đến cho cả nhà thêm một công thức mới để mà mình làm ra nước chấm đa năng cho gia đình mình thưởng thức nha. Làm thì cực kỳ đơn giản, dễ và nhanh từ những nguyên liệu rất là quen thuộc trong bếp của mình. Chỉ cần bỏ ra thời gian 5 phút là mình đã làm ra được một món nước chấm cực kỳ ngon cho gia đình mình thưởng thức, vừa ngon lại an toàn cho sức khỏe. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món nước chấm đa năng nha.